Mông, tăng tốc. Em ấy thực sự đã bí mật học kỹ thuật tăng tốc mông của Trần Viên Viên. Đừng mong đợi nữa, chức vô địch của cuộc đua tiếp sức này phải thuộc về chúng tôi. Đội ngũ cao cấp. Chưa bao giờ bị vượt qua, hãy xem thủ thuật vỏ chuối của tôi nhé. Ừ, ở đây. Giáo viên khoa học, mở miệng nhanh lên. Này, ai gọi tôi thế? Ngoài ra còn có hoạt động này. Lạc tiểu bố nhìn thầy ấy đi. Cho dù cậu có chạy nhanh đến đâu thì sao? Siêu biến đổi, tôi sẽ chấp thầy ấy đi trước 10 bước.